trong khuôn khổ hai triển lãm thương mại quốc tế thường niên là triển lãm công nghiệp quốc tế vme và triển lãm điện tử quốc tế nepcon việt nam dự án cộng đồng sáng kiến doanh nghiệp đã được tái khởi động với nhiều hoạt động thiết thực để hỗ trợ doanh nghiệp tái sản xuất mở rộng thị trường và lần đầu tiên công bố chương trình lễ vinh danh dự án cộng đồng sáng kiến doanh nghiệp lễ vinh danh dự án cộng đồng sáng kiến doanh nghiệp với chủ đề sức mạnh cộng hưởng từ con người công nghệ truyền thông chính thức chia sẻ bộ nhận diện thương hiệu mới theo chuẩn mực của rx toàn cầu với sự đổi mới về thương hiệu, triển lãm quốc tế VME và triển lãm con Việt Nam 2022 mang lại nhiều cơ hội kết nối kinh doanh hiệu quả cho các bên mua và bán, đồng thời hỗ trợ, vinh danh qua lan tỏa những câu chuyện sáng kiến doanh nghiệp hữu ích được xem như những bài học kinh doanh thực chiến đến cộng đồng sản xuất, chế tạo phụ tùng công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ và điện tử tại Việt Nam. Triển lãm VME và con Việt Nam 2022 có sự góp mặt của các đơn vị triển lãm đến từ hơn 10 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng gần 200 thương hiệu công nghệ và máy móc, thiết bị trong lĩnh vực công nghiệp và điện tử đến từ Nhật Bản, hoa kỳ hàn quốc trung quốc singapore thái lan đức ấn độ bên cạnh đó còn có nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ doanh nghiệp tái sản xuất mở rộng thị trường và tiếp cận cơ hội kinh doanh quốc tế tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu